Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và được nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng. Về già sẽ được hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm y tế và tử tuất. Với ý nghĩa nhân văn và lợi ích thiết thực đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện đang dần trở thành sự lựa chọn tối ưu đối với nhiều người lao động tự do trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Anh Hoàng Văn Của mở cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp tại nhà, có thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng một tháng, nhưng phải cho con ăn học nên cũng không tích cóp được bao nhiêu. Được nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã tuyên truyền, anh Của đã trích một phần thu nhập để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện anh đang lựa chọn tham gia với mức lương là 2 triệu đồng, tức mỗi tháng phải đóng 440.000 đồng, nhưng được nhà nước hỗ trợ 10% nên chỉ phải đóng 407.000 đồng. Mình lao động tự do, tìm hiểu về cái chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, mình thấy nó cũng rất là có nhiều lợi ích. Hết tuổi lao động mình được hưởng cái lương hưu, không để làm phiền cho con cháu. Thì là mình cũng muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người thuộc hộ nghèo sẽ được nhà nước hỗ trợ là 30%, mức đóng hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%, các đối tượng khác được hỗ trợ 10%. Đóng đủ 20 năm sẽ được hưởng chế độ hưu trí, có thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh. Tính đến hết tháng 6 năm nay, tỉnh Hưng Yên đã có gần 14.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng trên 3.000 người so với cùng kỳ năm 2021, đã có trên 1.000 người được lĩnh lương hưu. Nhà nước là rất là quan tâm đến chúng tôi và hỗ trợ cho chúng tôi được đóng bảo hiểm tự nguyện. Mình có đồng lương, được đi chợ ra vào mua bán thức ăn, sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, hiện mới chỉ đạt 55% so với kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Nguyên nhân là do từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng một người trên tháng lên 1.500.000 đồng một người trên tháng. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo. Mặt khác, nhiều người chưa hiểu rõ về bảo hiểm xã hội hoặc nhầm lẫn chính sách này với các loại hình bảo hiểm thương mại khác nên còn đắn đo, băn khoăn, chưa tham gia. Đối với lại bảo hiểm xã hội tự nguyện, ấy, cái mức đóng nó cao. Tuy nhiên là cái hỗ trợ của nhà nước cũng lại cao lên theo. Và đặc biệt là cái quyền lợi hưởng cái chế độ sau này thì nó cũng cao theo cái độ tăng đó. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với cả cấp xã phường, hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền để làm nào người dân hiểu được cái việc này. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân được hưởng lợi lúc về già, giảm bớt nỗi lo gánh nặng về kinh tế, được cấp thẻ bảo hiểm y tế để san sẻ một phần tài chính khi ốm đau bệnh tật. Vì vậy, việc người dân tham gia loại hình này cũng chính là đảm bảo các điều kiện an sinh cho mình trong tương lai.